Xin chào tất cả anh chị và các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở chung cư Sài Gòn Home. Dưới mà trước mắt anh chị là cấp mắt Hương Lộ 2 á. Và kế bên có trung tâm tiêm chủng luôn anh chị. Và đằng kia là góc của bệnh viện Bình Tân. Đó, cái lò nhà có cái máy ngói đó là bệnh viện Bình Tân nha anh chị. Đó, ở đây là Sài Gòn Home. Và Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản ở trên đường Hương Lộ 2 này. Mặt tiền đường 12m nha anh chị, mặt tiền nhựa ha. Với diện tích ngang đó là 4m và chiều sâu vào là 22m anh chị. Đó, nhà được xây dựng rất đẹp luôn nha, rất chắc chắn. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Đó, với tổng diện tích đất tới 85m nha. Đó, xây dựng hết mật độ của mình luôn. Anh chị mình có thể xây dựng lên là một trệt và 6 tấm ha, là xây dựng được 7 tấm nha anh chị. Và căn nhà mình hiện trạng là một trệt và 2 lầu. Đó, kế bên trường Nguyễn Hữu Cảnh nè. Ở đây là trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh nha anh chị. Đó, trường mầm non Ước Mơ. Rất là nhiều luôn, khu vực rất là nhộn nhịp luôn ha. Nằm ở hẻm thông luôn nha. Đó, một trệt và 2 lầu. Nó nhà là nút kiên cố, sàn bê tông cốt thép hết anh chị. Đó, tới đây thì mình rẽ tay trái nha, thông qua hẻm 879, thông ra đường chiến lược luôn nha anh chị. Và trước nhà mình là đường nhựa 12m ha. Alo. Đi thẳng luôn thì mình ra ngoài công ty nhựa Duy Tân. Và ở đây là cái đoạn đường vào nhà của mình nha anh chị. Đó, đường nhựa nha. Hai bên thì khu dân cư hiện hữu hết. Và xây dựng nhà cao tầng hết luôn nha. Ở một căn nhà nằm ở hẻm 879 đường Hương Lộ 2. Đó, mặt tiền đường nhựa 12m nha anh chị. Mặt tiền đường nhựa 12m ha. Đó, ở hai bên thì nhà xưởng rất là đông và khu vực rất là nhộn nhịp luôn. Giá hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 6 tỷ 2 nha anh chị. 6 tỷ 2 ha. Giá này vẫn còn thương lượng lọc lá với chính chủ nha. Đó, mình xây dựng mới thì mình xây dựng được 7 tấm. Và căn nhà mình đã có hiện trạng một trệt 2 lầu sàn đúc rồi. Đó, ở trong nhà thì có hồ cá luôn. Xe hơi đậu trong nhà ha anh chị. Đó, nằm ở hẻm thông ra đường chiến lược ha. Sau này bờ kè đường chiến lược làm á, thì cái cống hợp thì căn nhà mình còn giá trị hơn ha anh chị. Và đây là vị trí phía trước của căn nhà mình nha. Ở đây là trước mặt căn nhà mình. Và đằng kia là cống hợp từ chiến lược nha. Đó, căn này ha anh chị. Đó, anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp thì hãy nhấn like video nha. Nhân sẽ vào trong và quay chi tiết ở bên trong cho anh chị mình xem ha. Mà anh chị vào trong xem bất động sản này với Nhân nha. Xin chào tất cả anh chị và các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở đường Hương Lộ 2. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà nằm ở mặt tiền đường nhựa 12m này ha. Đó, nếu anh chị mình xây dựng mới thì xây dựng được 7 tấm. Và căn nhà của mình hiện tại là một trệt và 2 lầu được xây dựng là tầng nha anh chị. Đó, đường trước nhà là đường 12m ha. Một xe tải nằm một kế bên. Và cái đường còn rất là rộng rãi nha. Nhà mình có hướng chính là hướng Tây, là sang Bắc một ít thôi ha. Nằm ở khung Tây Tứ Trạch nha anh chị. Đó, nhà được xây dựng là tầng, ở trong thì rất là đẹp luôn. Có một hồ, một cái tiểu cảnh nằm ở trong nữa nha. Phía trong có cái tiểu cảnh hồ cá nè. Và ở trên có hòn Nam Bộ ha, hòn Đông Bộ nha. Đó, đây là vị trí phía trước của căn nhà mình nha. Một trệt và 2 lầu nha, được xây dựng là tầng nha anh chị. Chiều ngang là 4m và sâu vào tới bên trong á là được 22m ha. Hướng nhà là hướng Tây, là sang Bắc một ít. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Đó, mình có ở hướng này, vị trí này mình ra ngay chỗ chung cư Sài Gòn Home. Và ngay cấp mắt Sài Gòn Home ha, ngay bệnh viện Bình Tân.
liền kề với khu tên lửa Eon Bình Tân nha. Và đây là địa chỉ của căn nhà mình nha anh chị. Địa chỉ là 879/784 đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân ha. Nhà điện chính, nước chính, xe hơi đậu trong nhà, một chiếc 7 chỗ đặt trong nhà thoải mái luôn nha. Và ở đây là anh chị mình thấy cái hiềm nhựa của mình nè. Đó, mặt tiền đường nhựa của mình ha. Và còn ở trong mình còn một khúc nữa. Từ mí này vào trong này cả gần 1 mét nha. Và ở trong của mình nè, ở trong đây mình còn một cái khoảng sân để xe máy thoải mái ha. Và có làm cái ba ga để anh chị mình chạy xe hơi vào luôn ha. Hồi trước trong đây có chiếc 7 chỗ nha. Chủ đi nước ngoài nên nhường lại bán cho anh chị mình căn nhà này luôn ha. Ở bên ngoài có cổng sắt kiên cố. Đây có cổng sắt kiên cố. Ở trên có lợp mái ngói đầy đủ hết nha. Đó, mái ngói ở trên nè. Nhà được xây dựng lệch tầng nha. Đó, giáp quận 6 ha anh chị. Bên trong thì lót gạch sạch sẽ. Đó, lót gạch sẽ lên tới trên luôn nè. Đó, nhà điện chính, nước chính, xe hơi đậu trong nhà. Sổ hồng riêng có hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên. Hướng nhà của mình đó là hướng Tây, là sang Bắc một ít thôi ha. Cửa bên trong là cửa sắt 4 cánh nha anh chị. Đó, gạch bên trong thì lót gạch loại 8 tấc ha. 1, 2, 3, 4, 5 ô gạch 8 tấc nha anh chị. Ở trong có cái hồ cá đó nè. Nó được xây dựng lệch tầng nha. Và ở trong cái cầu thang đi lên thì nó khoảng cao khoảng gần 1 mét luôn á. Cao gần 1 mét luôn ha. Nhà bếp thì tủ bếp trên, tủ bếp dưới xài gỗ tự nhiên hết luôn. Dưới chân cầu thang thì tận dụng làm cái không gian của nhà vệ sinh. Và đây anh chị mình xem không gian của phòng khách của mình ha. Anh chị mình đặt xe máy đây, thổi xe 7 chỗ rất là ok luôn ha. Bên trong anh chị mình thấy hai bên là lót gạch ngang vân đá ha anh chị, loại là loại lớn nha. Đây có cái máy quạt Panasonic chỉnh bằng remote nè. Ở đây là cái đường đà anh chị mình thấy ha, cái đường đà của mình nè rất là to luôn. Nhà là nhà xây dựng nhà đúc kiên cố nha. Và anh chị mình ơi, giá hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 6.200.000 đồng. Giá này thì vẫn còn thương lượng thêm với chính chủ ha. Đó, 6.200.000 đồng. Đó, thương lượng với chính chủ thêm xíu nữa thôi ha. Đó, đây ngang là nhà mình vuông vắn, sổ hồng vuông vắn. Anh chị ơi, mình xem cái hồ cá nè, cái hồ tới tiểu cảnh ngay chỗ mình đặt chiếc xe hơi có cái tiểu cảnh nè. Đó, hồ cá, cá rất là to luôn nha. Nè, cá rất là to luôn. Đó, nhìn rất là chiêu luôn nha. Ở trên đây có cái hát nước. Đó, ốp đá làm hát nước ở đây ha. Có máy bơm đi lên á. Có máy bơm đi lên để chảy nước xuống nè. Cái bên kia chảy nước xuống nha. Đó, cái giếng trời ở giữa nè. Và mình có hai giếng trời luôn, phía trước và phía sau luôn nha anh chị. Đó, nhìn rất là chiêu luôn. Một căn nhà nằm ở Bình Tân giáp với lại quận 6 ha, liền kề với khu tên lửa Eon Bình Tân nha. Nằm ở mặt tiền đường nhựa nha anh chị. 879 đường Hương Lộ 2 ha. Xe hơi đậu trong nhà luôn nha. Đó, anh chị mình xem nè. Đây cái tiểu cảnh ngay chân cầu thang của mình. Và bên hông này tận dụng làm cái nhà vệ sinh nha. Gọn gàng ngăn nắp. Nhà ở trong thì lót gạch sạch sẽ nha. Đây cái đường chỉ đây. Gạch này là lót gạch loại lớn nha, gạch ngang loại lớn. Và trên đây là đá nè anh chị. Đây cái giếng, cái đây cái phần ấy đây, cái quạt gió nha. À, cái thiết bị đầy đủ hết luôn. 6.200.000 đồng nha anh chị. Đó, chân cầu thang mình tận dụng làm cái hồ cá. Và ở đây nè, mình xây dựng lệch tầng nên cái phần không gian phía sau sẽ cao hơn phía trước ha. À, bậc tam cấp của mình là đá hoa cương mà đi lên ha. Đây có cái ổ điện nè để làm máy bơm đi lên nè. Đó, máy bơm đi lên cái hồ cá nè. Đó, đây ngang 4 mét và sâu vào á là 22 mét nha anh chị. Nhà là sổ hồng riêng có hoàn công đầy đủ, tổng diện tích đất là gần 85 mét vuông nha. Đó, đây thì cái có cái quầy bar nè anh chị mình xem gỗ nè. Gỗ của mình là gỗ tự nhiên ha, rất là dày luôn. Rất là dày luôn nè. Đó, đào luôn. Đó, gỗ này là gỗ tự nhiên ha. Không gian bếp rất là rộng rãi luôn nha. Mặt bếp xây đá hoa cương nha. Mặt trong lót gạch sạch sẽ. Anh chị mình xem không gian bếp của mình ha. Đó, rất là dày luôn. Tủ này rất là bền luôn nha chị. Tủ gỗ tự nhiên ha. Đây có máy đường ống để mình đi máy hút mùi lên nè. Đó,
khi máy móc đi lên ha, đó chưa ổng sẵn hết ha anh chị. Giá là 6,2 tỷ ha. Anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì hãy liên lạc với Nhân. Và ngay chỗ không gian bếp mình này ha, thì có cái giếng trời nhỏ nhỏ. Ở đây có đi cái đường nước nè, đó, có cái cửa sổ nè. Đó cửa ha, cửa nhôm, kính mờ ha, dán kính ha, kính cường lực. Đó đây có cái giếng đó, anh chị mình để đi chợ về thịt cá rồi để đây, rửa sạch sẽ đem vào ha. Đây có cái giếng trời. Đó anh chị mình xem nè. Đó, làm ở trên mái che đầy đủ hết. Pháp lý là sổ hồng riêng, có hoàn công mua bán ký công chứng sang tên nha. Đó đây không gian bếp. Ở chỗ này thì còn đặt được bàn ăn luôn nè anh chị. Còn tới gạch này là gạch 8 tấc nha. 1 2 3 4 ô và còn một cái mảnh đá hoa cương bên kia nữa nha. Đó. Anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 393939, kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành ha. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người bạn đang có nhu cầu tìm mua ở nhà ở thành phố Hồ Chí Minh ở mặt tiền đường nhựa 12m thì liên lạc với Nhân để xem bất động sản này ha. Căn nhà ngang 4m và sâu vào 22m nha, một trệt và hai lầu, được xây dựng là tầng nha. Những căn nhà xây dựng lên tầng là gió lúc nào cũng lùa vào rất là mát ha. Đây mình nhìn xuống ngay chân cầu thang nè, mình nhìn xuống ngay chỗ cái tiểu cảnh của mình luôn nha. Đây mình nhìn xuống cái tiểu cảnh của mình rất là đã luôn đó, rất là đã luôn nha anh chị. Cái giếng trời mình rộng rãi đó, anh chị mình xem cái phòng ngủ phía trước của mình nha. Đây là phòng ngủ phía trước của mình nha anh chị. Đó đây là phòng ngủ phía trước của mình nè. Cửa là sử dụng cửa gỗ nha, sửa là sử dụng cửa gỗ ha. Với tổng diện tích đất rất là rộng luôn, ngang là 4m và sâu vào 22m ha. Điện là điện âm hết, có đi ống đồng âm cho anh chị mình hết luôn nha. Ở đây là đóng la phong nha anh chị, ở trên đây là đóng la phong nha. Nên chị mình còn một cái khoảng một tí xíu nữa, nhưng mà cái trần nhà này cũng rất là cao rồi nè. Đó, trần nhà cũng rất là cao rồi ha anh chị. Rồi đây cho anh chị mình xem cái cửa ra ngoài ban công nè. Đó, ngoài ban công phía trước của mình nè ha. Đây là ban công phía trước của mình nha. Mỗi tầng là có nhà vệ sinh riêng hết nha anh chị. Mỗi tầng là có nhà vệ sinh riêng hết. Có ngay chỗ vị trí đó thì có cái cửa sổ luôn. Thì cái cửa sổ nằm ngay cái cạnh hồ cá luôn nha. Đó, còn đây cái nhà vệ sinh đây. Nhà có máy hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời nha anh chị. Đó đây tường là ốp gạch cao lên tới trên hết. Tường ốp cao lên tới trên hết luôn nha anh chị. Đó cửa nè, cửa nhựa ha, cửa nhựa ha. Đầy đủ hết. Tường ốp cao, các bị nhà vệ sinh đầy đủ. Cầu cái này là cái ban công và trên đây là cái máy ngói nè. Ở bên kia một chiếc xe tải chạy ha, một xe tải đậu bên kia và ở đây còn cái đường rất là rộng luôn. Đó. Ngay ra đây ra ngoài trước là ngay chỗ bệnh viện Bình Tân luôn nha anh chị, ngay bệnh viện Bình Tân luôn. Nằm mà liền kề với khu tên lửa Eon Bình Tân mình ha. Đó, gần liền kề với khu tên lửa Eon Bình Tân mình luôn. Hướng nhà của mình là hướng tây, là sang bắc một ít nha. Nhà thì nhà đúc kiên cố, pháp lý là sổ hồng rõ ràng. Có hoàn công mua bán ký công chứng sang tên, nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. Anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp thì liên lạc với Nhân sớm ha. Đây cầu thang đi lên, mỗi tầng thì mình xây dựng là tầng ha. Xây dựng là tầng thì tầng mỗi tầng trên lệch với nhau. Đó thì ở đây cái phần trên lệch này thì chủ tận dụng cái không gian này để làm cái trang thờ, nó rất là trang nghiêm trước nhà mình luôn. Nó đây đưa ra cái không gian chỗ này nè. Anh chị mình xem ha. Đó cái trang thờ mình quay ra ngay chỗ hầu cá nè. Đó, rất là chiêu luôn. Ánh sáng lúc nào cũng lùa vào luôn. Và đây cái phòng ngủ phía sau của mình ha. Mỗi tầng thì xây dựng là tầng và có mỗi tầng có hai phòng ngủ nha. Đó anh chị mình xem nè, trần nhà cao ráo nha. Lót gạch thì đi cái chỉ cao cao tí xíu cho anh chị mình dễ lau chùi quét dọn. Và ở đây thì có lắp cái khung sắt bảo vệ và có gắt lưới chống mũi luôn cho anh chị mình luôn ha. Điện âm tường hết ha. Điện âm có đi ống đồng cho anh chị mình hết rồi. Nằm ở địa chỉ là 879 xẹt 45 đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Nằm giáp với lại quận 6, liền kề với khu tên lửa Eon Bình Tân. Nhà có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời đầy đủ nha. Đây là nhà vệ sinh thứ ba của mình rồi hả anh chị. Đó. Tường ốp cao ráo, thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ. Vòi nước là vòi cao cấp nha. Đó. Đây, ở đây ngay vị trí này thì có cái khoảng trống nè. Đó, khoảng trống để cái giếng trời của mình nha. Giếng trời phía sau mình, nhà mình thì chiều sâu dài 22m nên mình có một cái giếng trời ở giữa nè, một giếng trời phía sau nè, rồi không gian để xe hơi phía trước, rồi bếp ăn ngoài sau, rồi phòng ngủ trước sau, phòng ngủ trước sau, rồi phòng thờ đầy đủ hết ha. Nhà được xây dựng lệch tầng ha,
rất là mát mẻ luôn, lúc nào gió cũng lùa vào trực tiếp vào trong nhà mình. Nó nằm ở mặt tiền đường nhựa nữa, đường 12m ha, mặt tiền nhựa 12m, gần chợ Phú, gần chợ Bình Trị Đông nè, liền kề với khu Tinh Lửa nè ha. Ở đây là không gian của sân thượng nhà mình nè, đó, giếng trời ở trên nè, khung sắt có làm kính mờ cho anh chị mình luôn. Và ở phần phía sau này, mỗi phòng đều, mỗi tầng á, thì có hai phòng, mà phòng ngủ nào cũng rộng rãi và có nhà vệ sinh phía trong hết ha anh chị. Ở đây thì có đi đường nước nè, đường nước đây để anh chị mình giặt giũ phơi đồ, làm đây này, ống nước nè, ống nước xả nè, nước vào ha. Đây nha, điện thì điện âm hết ha anh chị. Rồi đây, mình xem đây, mình xem đây, cái phòng ngủ phía sau của mình nha, rất là rộng rãi, điện âm tường và đóng la phong giật tầng. Phòng ngủ phía sau cũng có khung sắt bảo vệ ngay cửa sổ ha, và cũng có lắp rèm cho anh chị mình hết rồi. Hướng nhà của mình là hướng Tây Bắc nha anh chị, nằm ở mặt tiền đường nhựa 12m, đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Đó, đây là phòng ngủ thứ ba của mình nha. Đây là phòng ngủ thứ ba của mình rồi ha anh chị. Đó, phòng nào cũng có cái khoảng cửa sổ phía sau, phía trước đều có hết nè. Và đây là không gian của nhà vệ sinh. Đó, mỗi tầng thì có nhà vệ sinh phía trong hết nha anh chị. Đó, điện thì đi âm tường hết rồi, và có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời luôn nha. Các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ hết nha anh chị. Nhà thì mới chắc chắn anh chị vào ở ngay. Nhà thì có người trước mình ta ở, nên mình chỉ cần về lăn sân nước là hơi theo màu anh chị mình yêu thích là được rồi. Đó, điện âm hết ha. Đây là ống dây của tivi cũng có nè, điện tivi, cáp tivi á cũng có luôn rồi ha, mình chỉ truyền dây vào là sử dụng thôi. Ở trần nhà thì rất là cao nha, hướng nhà của mình là hướng Tây Bắc nha anh chị. Mặt tiền đường nhựa ha, mặt tiền đường 12m ha anh chị. Xe hơi nằm trong nhà, chiếc xe hơi 7 chỗ nằm trong nhà rất là thoải mái luôn, rộng rãi, còn khoảng trống rất là rộng luôn nha. Nhà thì chắc chắn anh chị vào chỉ cần lăn sân nước theo màu yêu thích của anh chị mình nữa thôi và sử dụng ha. Ở giữa có cái hòn non bộ nè, đó, đây hòn non bộ ngay chỗ hồ cá dưới rất là to, cá dưới rất là rộng luôn. Và đây ha, mình xem cái không gian của phòng ngủ, cái ban công phía trước này, sân thượng nè, đây là sân thượng phía trước của mình nha, đây sân thượng phía trước của mình nha, ở đây sân thượng của mình nha anh chị, có cái hòn non bộ, đây là hòn non bộ nè, đó. Ở trên đây thì có làm mái tôn đầy đủ hết, cầu thang sắt đi lên nè anh chị, có cửa sổ, nước đồ đầy đủ hết nè, đó. Ở trên đây có vách vách tôn nè, trên đây vách tôn che xuống. Một trệt và hai lầu, xây dựng là tầng ha, được 3 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh. Đó, nhà đúc kiên cố, ngang là 4m. Ngang là 4m ha, và chiều sâu vào á là 22m ha. Nhà nằm gần bệnh viện Bình Tân, chớp mắt Hương Lộ 2 và trung tâm tiêm chủng cái đường Hương Lộ 2. Đó, đường trước nhà là đường 12m. Đây anh chị mình xem ha, đây là đường trước nhà. Nhà thì pháp lý chuẩn, mua bán ký công chứng sang tên, nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, không lo quy hoạch lộ giới hẻm giới. Xây dựng mới thì được xây dựng 7 tấm luôn nha anh chị. Xây dựng mới thì anh chị mình xây dựng 7 tấm ha. Khu vực toàn những xưởng thôi, đối diện có cái xưởng giấy nè, đó xưởng nè, xưởng bao bì. Rồi kia cũng xưởng, xưởng không ha. Nhà xưởng rất là nhiều luôn. Giá là 6.200.000.000 đồng, giá này còn thương lượng với chính chủ ha. Đó, thương lượng thêm với chính chủ, anh chị sẽ được làm việc trực tiếp với chính chủ. Anh chị liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 393939, kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành ha. Đó, mình có thể làm phòng ngủ phía trước này, thêm một cái phòng ngủ nữa cũng được nha. Ở đằng đó có đi đường nước sẵn, anh chị mình có thể đường nước sẵn, anh chị muốn làm nhà vệ sinh thêm cũng được nha. Đó, rộng rãi, nhà xây dựng lệch tầng, hướng nhà của mình á là hướng Tây, sợ sang Bắc một ít ha. Anh chị thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 393939. Mỗi tầng có cái ổ điện đây ha, mỗi tầng có ổ điện đây hết rồi ha. Đó, đây mình xem đây, đi lại xem cho anh chị mình xem ha. Ngang 4m và sâu vào 22m. Nhà được xây dựng một trệt một lửng, xin lỗi chị, là một trệt và hai lầu. Nhà xây dựng lệch tầng, nhà đúc kiên cố, có nhà, có hai phòng ngủ trước và sau, mỗi phòng có nhà vệ sinh phía trong hết. Và ở đây thì có cái không gian của trang thờ rất là trang nghiêm luôn. Và trước đây là trang thờ, mình nhìn vào trước là ngay cái tiểu cảnh hồ cá của mình nha, ngay cái tiểu cảnh hồ cá của mình ha. Và đường trước nhà mình là đường nhựa ha. Đó, anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp thì liên lạc với Nhân để xem liền nha.
Đó, nếu anh chị có bạn bè người thân trong gia đình cần mua một bất động sản có phân khúc có giá dưới 6,2 tỷ thì hãy chia sẻ video này để bạn bè người thân của mình có thể nhìn thấy được bất động sản này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh ha. Đó, cầu thang của mình nè, đá hoa cương nha, toàn bộ đằng đá hoa cương hết ha anh chị. Đây là không gian bếp nè. Đó, đây là không gian bếp của mình ha. Đó, cái hồ cá của mình nè, nhìn lại hồ cá của mình ha. Đó, mình chạy xe hơi vào, một chiếc xe hơi nằm trong nhà, 7 chỗ nằm trong nhà rất là rộng hơ luôn nha. Rồi tới hồ cá nè, còn cái không gian của bếp ăn. Mà nếu bạn ăn anh chị mình để đây thì nhìn xuống hồ cá của mình ha. Còn phòng thờ thì cũng nhìn xuống hồ cá của mình. Tủ bếp thì tủ bếp trên, tủ bếp dưới bằng gỗ tự nhiên hết nha anh chị. Đó, nhà đúc kiên cố, nhà được xây dựng lợp tầng nên lúc nào gió cũng lùa vào rất là mát ha. Anh chị mình thấy lá cây nè, lúc nào cũng quơ là lúc nào căn nhà mình cũng mát hết. Đây có hồ cá nữa. Đây cá rất là kiểm, con cá ở đây rất là to luôn nha. Nhà có cái tiểu cảnh ở giữa nhà luôn, hồ cá nè, chậu bà luôn. Ở gạch là gạch 8 tấc nha anh chị. Ở nhà đúc kiên cố ha, hệ thống camera ở đây cũng có đó nè. Hướng nhà của mình là hướng bắc, hướng tây là sang bắc một ít ha, hướng tây là sang ấp, vẫn là hướng tây tứ trạch nha anh chị. Làm cho mình cái ba ga để chạy xe 7 chỗ vào luôn nè. Đây có khung sắt bảo vệ bên ngoài, lót gạch sạch sẽ hết. Hãy liên lạc với Nhân để xem bất động sản này nếu thấy phù hợp. Nhà mình được xây dựng 7 tấm ha, mặt tiền đường nhựa 12m nha anh chị. Đó, mặt tiền nhựa 12m ha. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video quay nhà lần sau. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh nha. Và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn nha anh chị.